Shop Vietjet Radio xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh video YouTube của Shop Vietjet Radio. Ở góc phải video này có một nút đăng ký màu đỏ, xin mời quý vị và các bạn ấn vào nút đăng ký màu đỏ. Sau đó ấn vào chuông là quý vị và các bạn đồng hành cũng như ủng hộ shop bằng cách đăng ký kênh và sẽ nhận được những video, những clip mới nhất shop hân hạnh gửi tới quý vị và các bạn. Và ở video ngày hôm nay em xin giới thiệu tới quý vị và các bạn album mới nhất của gia đình audio Space, album CD của nam ca sĩ Ngọc Quy, Tạ ơn đời. Album gồm có list bài hát như sau: bài số 1 Đời đá vàng, Vũ Thành An; bài số 2 Khoảnh khắc, Trương Quý Hải; bài số 3 Đường xưa lối cũ, Sông ca cùng Tương Phùng của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ; bài số 4 Bài ca không tên, số 8 của Vũ Thành An; bài số 5 Hẹn hò, Sông ca cùng Ngọc Mai của nam nhạc sĩ Phạm Duy; bài số 6 Ngỡ đâu tình đã quên mình, Lê Hữu Hà; bài số 8 Tạ ơn đời của Phạm Duy, Sông ca cùng Ngọc Mai; bài số 8 Bài ca không tên, số 7 của Vũ Thành An; bài số 9 Du em từng ngón xuân nồng của Trịnh Công Sơn; và bài số 10 Nắng chiều của Lê Trọng Nguyên. Đây là album CD cao cấp và chính hãng được phân phối phát hành bởi Audio Space của nam ca sĩ Ngọc Quy, đang có mặt tại Vietjet Radio với mức giá là 150.000 cho một CD album. Và mọi nhu cầu mua sắm, tư vấn phối ghép miễn phí cũng như giao lưu các sản phẩm audio, xin mời quý vị và các bạn liên hệ với em bằng một trong hai số điện thoại ở trên tâm biển hoặc có thể trực tiếp qua số trải nghiệm. Em xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn.